Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Với cái chiếc sofa mà Yamaha mã là EIS 109, với cái mức giá khoảng hơn 3 triệu, thì các bạn và những khách hàng chúng ta có thể chọn một cái dòng loa sofa Yamaha như thế này thì rất rẻ, thì giá trên là chưa bao gồm subwoofer nha mọi người ha. Thì với dòng 109 Yamaha 109 á, thì có subwoofer thì nó sẽ rơi vào giá là khoảng trên 5 triệu. Và cái dòng sofa này nó rất là nhiều tính năng, ví dụ như là sẽ tích hợp những cái như là Google Assistant, Spotify, Amazon, rồi rất là nhiều. Các bạn có thể stream nhạc online rất là đơn giản và rất cơ bản, và loa có thể kết nối được wifi. Thì ngoài ra cái loa này có thể bán dẫn được cái tín hiệu, các bạn có thể stream qua từ những cái đầu phát có thể dẫn lên tín hiệu là 4K Ultra HD, thì rất là tốt cho với sản phẩm trong cái mức giá tầm tiền này. Thì nói về cái khả năng nghe nhạc cũng như là cái khả năng xem phim, khi mà chúng ta trải nghiệm phim nó, thật ra nếu mà chúng ta ở cái trong cái căn phòng mà ngủ á, thì với những cái diện tích mà khoảng dưới 10m² á, thì chúng ta không cần phải sử dụng subwoofer, thì khả năng của thanh sofa này đã đáp ứng được những dải tầng thấp và sâu cho mọi người. Chúng ta sẽ cảm giác là sẽ nghe phim, sẽ coi phim nó sẽ hay hơn so với là chúng ta sẽ xem ở trên chiếc TV của mình. Ra nó không có quá thông suất, nó không gây cái sự hầm hố khi mà một bộ phim mà nó tạo ra những cái hiệu ứng ầm như vậy. Evil people. We stuck at the stairwell. Guys, I got a bad idea. Don't have bad ideas. I have good ideas. Về phim á, thì những cái định dạng mà trên cái sofa mà Yamaha 109 này nó hỗ trợ cho mọi người á, thì nó sẽ có như là ví dụ như là Dolby Audio nè, DTS nè, DTS:X nè, đó rất là nhiều thứ. Ở ngoài ra Alexa, Google Assistant, nó những cái vấn đề này thì nó rất là đầy đủ trong cái một thanh sofa như vậy, quá tiện lợi vì nó all in one trong đó. Thì đối với những cái căn phòng mà lớn hơn so với diện tích mà mình vừa chia sẻ là dưới 10m², thì mọi người có thể chọn thêm một chiếc subwoofer theo hãng, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng những căn phòng ngủ là 15 đến 20m² trở lại, chúng ta có thể trải nghiệm phim được cái sự hầm hố nó sẽ tốt hơn. Rồi, đó là nói về cái việc chiếc sofa này sẽ áp dụng vào cái căn phòng nào và một số tính năng mình chia sẻ. Rồi, về còn âm thanh á, thì mình đánh giá con âm thanh sofa này ở cái mức dải chép và dải chung thì ở mức độ tương đối các bạn ha. Dải chép thì nó thật sự là nó cũng vẫn chưa đủ sáng, theo cái quan điểm của mình cảm nhận thì nó vẫn chưa đủ sáng đủ hay, nhưng mà với cái tầm tiền này để mọi người trải nghiệm giúp cái hệ thống âm thanh của mình nghe nó phê hơn thì quá hợp lý trong cái sản phẩm này rồi. Về không những chỉ vấn đề âm thanh mà nó còn cho chúng ta trải nghiệm những cái tính năng khác, stream nhạc rồi xem phim rồi rất là nhiều thứ. Rồi còn cái control á, ngoài việc ra hãng cũng sản xuất ra cho mọi người á, thì trên các remote chúng ta có thể chọn được là có thể là tăng âm trầm nè, rồi có thể là cân chỉnh được là cái EQ equalizer trên cái là chuyên về nghe nhạc nè, chuyên về xem phim nè, chuyên về xem TV nè, và chuyên về cái vocal nữa. Đó là những cái option mà hãng đưa ra, chúng ta chỉ cần chọn chế độ phù hợp chúng ta xem phim thì chúng ta sẽ chọn qua cái vấn đề là audio cinema đó, nghe nhạc chúng ta sẽ quay nghe nhạc thì nó rất là hay, thì đã được hãng cân đối hết rồi, thì chúng ta chỉ việc là gắn vào và chúng ta sẽ xem thôi, thì rất là hay, rất là đơn giản. Thì với tầm tiền chỉ khoảng trên 3 triệu sở hữu thanh sofa chưa bao gồm subwoofer, thì những căn phòng ngủ thì mình nghĩ đây là một sản phẩm lựa chọn cho mọi người, có thể có một sản phẩm phù hợp xem phim cũng như là mọi thứ ok không. Còn về cái thiết kế của sản phẩm này thì tuyệt vời, mình cảm thấy ok trong cái tầm giá. Mặt vỏ ngoài của nó sẽ sử dụng một cái lớp vải lưới nha các bạn ha, thì nó sẽ có rất là nhiều màu, nào là màu xám và màu đen cho mọi người có thể sự lựa chọn. Hai bên hông của cái loa sofa 109 đây mình đang nói về cái loa thanh nha, thì nó sẽ có hai cái lỗ hơi để tăng giúp cho cái sự cộng hưởng với cái vách tường của mình, để tạo ra một âm lô, cái độ dày của giọng nói, một cái giọng nói của bộ phim của nhân vật thì nó rất là hay, nó sẽ cải tiến hơn so với tivi đó. Rồi về các phím control thì trên đây các bạn sẽ thấy bao gồm là phím power nè, AUX nè, Bluetooth nè, Stevie nè, đó là những cái ngõ input mà hãng được tích hợp và hoàn toàn tất cả là đều được cảm ứng các bạn ha. Chúng ta có thể chọn nguồn tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra, volume tăng giảm tại đây. Nhưng mà thật ra thì chúng ta có remote đó, thì chúng ta có thể xài. Nhưng mà ở đây thì sau khi cái thời gian mà mình trải nghiệm thực tế ở nhà, mình là người bán nhưng mà cũng là người trải nghiệm tại nhà vừa qua, thì đa phần là cái remote mà hầu như là mình không có dùng.
Đa phần là mình sẽ sử dụng là trên cái tab cảm ứng của cái Yamaha này, thì mình có thể chỉ cần chạm vào nó sẽ rất là nhanh, chứ không cần phải dùng cái remote nó sẽ rất là nhiều, tại vì nhà mình đã có remote TV, remote đầu phát, remote của PlayStation, nói chung là rất là nhiều thiết bị khác ngoài TV, thì cái remote vậy thì nó rất là dư thừa mà mình không có cần cho hết được. Mà trên đây họ đưa ra những cái phím cứng như cảm ứng như này mình thấy rất là nhạy và rất là nhạy, thì mình sẽ chọn là xài cảm ứng thôi, mình sẽ không có xài cái remote nữa. Ok, thì như vậy là mình ở đây hôm nay không phải là một cái video review rất là chi tiết về sản phẩm này, mà hôm nay là mình sẽ là một cái video mình review, mình nói về cái cảm nhận mà mình đã đem sản phẩm này mình đem về nhà và mình đã trải nghiệm nó, và mình có cái những cái đánh giá về cái sao cũng như là đánh giá về tính năng và cách dùng trong thời gian qua. Thì các bạn đang xem video này, các bạn thấy phù hợp với mình hay là những căn phù hợp với những căn phòng của mình, thì chúng ta có thể đến tại showroom Thiên Phụ 779 Trần Đạo, phường 1, quận 5. Các bạn có thể trải nghiệm sản phẩm thực tế tại đây, chúng ta sẽ tự đánh giá một cái âm thanh mà chúng ta theo quan điểm của chúng ta, và trải nghiệm những cái tính năng mà mình đã review qua, thì các bạn coi phù hợp. Nếu các bạn thấy phù hợp thì đừng quên các bạn hãy truy cập vào thiênvũ.com.vn để chúng ta có thể chọn mua sản phẩm này, và các bạn hãy liên hệ với các bạn nhân viên bán hàng, các bạn sẽ được các bạn báo giá, các bạn sẽ tốt hơn. Các bạn thấy video này hay thì đừng quên ủng hộ và cho mình một like, và mình sẽ làm nhiều video hay và những chia sẻ những cảm nhận khi mình trải nghiệm một sản phẩm nào đó cho mọi người cùng xem. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye.